Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì có mặt tại thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Đây là ngôi nhà của anh Hậu. Sau thời gian khoảng 1 tuần lễ thi công thì hôm nay thì ngôi nhà chính thức đã hoàn thành 100%. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ về tổng thể ngôi nhà cũng như là cái kinh phí để xây dựng ngôi nhà cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này được xây dựng trên một cái nền cũ có chiều dài là 12m, chiều rộng là 4m5. Cô bác quý anh chị thấy ở trước khi vô ngôi nhà đó, ở đây có một cái bàn, đây là bàn thông thiên. Thì cái phần này anh Vũ anh làm, anh tặng cho gia đình anh Hậu nè cô bác quý anh chị. Và trước khi bước lên thềm nhà ở cái hàng ba đó, thì anh Hợp ảnh lót một cái màu gạch để chống trơn trợt á. Nó rất là đẹp ha, vân bông rất là đẹp cô bác quý anh chị. Từ ở mặt đất lên thì khoảng 4 tấc và có sơn một cái màu trắng, nhìn rất là sáng luôn. Và rút kinh nghiệm từ những ngôi nhà trước mà cô bác quý anh chị nói là không có cái hàng ba á, thì các bé sẽ chơi đùa nhau như thế nào. Thì anh Hậu có hai con nhỏ, các bé cũng khá là năng động, nên thành thử là màu gạch á là do anh Hậu lựa chọn. Anh Hậu chọn một cái màu gạch giả gỗ cô bác quý anh chị. Và hàng ba này chừa 1,5m từ cái mặt cại đây cho đến đây là 1,5m. Không gian này đủ để chiều cho các cha con có thể ngồi ở đây hoặc là có thể hóng mát ở tại chỗ này. Và cũng giống như nhà Út Nhất mà trước đây Bùi Hồ cùng với các anh em cùng cắt á, thì anh Vũ cũng sẽ cắt một cái mặt khại như thế này. Và đây là một cái mặt khại từ ở dưới đây lên, dừng lên đây khoảng 9 tấc. Ở trên đó cũng có một cái dừng, một cái tấm tôn màu xanh và những cái song cửa sắt như thế này. Được anh Vũ cũng sơn theo một màu, đó là màu xanh luôn ha. Chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà một màu tổng thể á, ở ngoài trước nhìn vô nhìn một màu xanh rất là đẹp luôn. Và thông tin với cô bác quý anh chị, cái phần nhà là dài 12m, tuy nhiên cái phần mái tôn ở trên á, cái phần mái tôn này nó dày hơn 12m, nó khoảng 14m mấy anh Vũ ha. Khoảng 14m mấy và anh dập xuống một cái mái nhìn rất là đẹp. Và vì cái không gian nhà như vậy á, nên cô bác quý anh chị cứ yên tâm là ngôi nhà này khi mà mưa gió lớn á, nó cũng không có tạt. Và chiều cao của ngôi nhà này từ cái mặt nền cho đến cái đỉnh của cái mái ở trên á là 4m2 cô bác quý anh chị. Ngôi nhà khá là cao luôn. Tây á cũng ít gió bão. Và anh Vũ cắt cao như thế này cho nó thoáng. Và bây giờ mình sẽ kéo cái cửa ra ha. Đây là một cái cánh cửa kéo rất là đẹp luôn nè cô bác anh chị. Thấy không? Rất là nhẹ ha. Các bé cũng có thể kéo được và anh Hậu cũng có thể kéo được luôn. Ở trong này thì anh Vũ anh làm một cái qua đây đi ốp tường thấp. Đây. Đây, anh Vũ anh làm một cái đồ khóa chỗ này. Khi mà anh đi á, có thể anh Hậu đi có thể khóa ở ngoài hoặc khóa ở trong. Còn ông ấy thì bình thường á thì anh có thể ghép một cái móc khóa lên như thế này ha. Nhìn rất là dễ thương và rất là tiện lợi luôn, phải không cô bác anh chị? Ngôi nhà nhìn tổng thể ngôi nhà cân đối rất là đẹp. Và ngôi nhà này cũng là màu gạch giả gỗ. Và màu gạch này nó phù hợp với những đứa bé con của anh Hậu khi mà nó đùa giỡn. Các đứa bé đùa giỡn thì chân không bước lên nhà thì ngôi nhà nhìn cũng không có dơ lắm. Và từ ở phần gạch này nè, thì Bùi Hồ nói anh Hợp là xây lên 3 viên gạch rồi sau đó là dán cái phần gạch lên một màu trắng rất là đẹp ha. Còn đây là cái CB điện chống giật. Phần điện này anh Hợp cũng đã đi luôn, nhận đi luôn cái phần điện. Có một cái cầu dao công tắc chống giật nha cô bác quý anh chị. Ở ngoài này phòng khách rất là rộng luôn. Phòng khách rất là rộng nè. Và anh Vũ cũng tặng luôn những cái trang thờ. Ở đây thì đa số cô chú ở An Giang á, thì theo đạo Hòa Hảo nên làm một cái trang thờ để cho thể thờ ông bà đây luôn ha. Ở đây cũng có một cái tiếp lô điện nè cô bác quý anh chị. Anh Hợp cũng có một cái đi một cái quạt ở phòng khách ha cho nó mát. Đây là bóng đèn nè cô bác anh chị thấy đây đó, đây là đèn khách đó, đèn một cái đèn ở phần hành lang ở phía trước cô bác anh chị thấy không, đèn hành lang ở phía trước và một cái đèn ở chỗ phòng khách như thế này. Nhìn ngôi nhà nó rất là sáng và vì với cái chiều cao là 4m, hơn 4m nên là ở ngôi nhà này cô bác anh chị thấy nó không có bị ngợp, nó không có bị ngợp mà nó rất là thoáng luôn. Phần la phong này nè cô bác anh chị, được kênh của Út Đồng Tháp, Mạnh Thường Quân kênh Út Đồng Tháp hỗ trợ, được anh Hải đóng với chi phí là 6.300.000 đồng. Đây là một cái lối đi vào. Ngôi nhà này thì tổng thể á, thì cái phần này là xây lên 3 viên gạch để chống cho côn trùng đi vào. Đó, cũng mít hết à, côn trùng vào không có được luôn cô bác anh chị. Dán một màu trắng rất là đẹp ha. Lối đi cũng khá là rộng luôn. Lối đi này thì khoảng 1m2, khoảng 1m2, nhìn rất là rộng. Và cô bác quý anh chị thấy nè, đây đây là cái phần phòng, cắt chỉ một phòng thôi và đây là cái tấm alu giả đá, nó giống như nhà tường rồi cô bác quý anh chị, nhìn đẹp ha. Và cửa thì mình sử dụng loại cửa khá là cũng đắt tiền, đó là cửa nhôm ha. Đây có một cái chốt gài đây cô bác quý anh chị thấy không,
Đây, bây giờ vô đây. Một cái phòng này cũng có một cái cửa sổ ha. Cửa sổ này bề ngang 1m2, bề ngang 1m4, cao lên 1m2, có thể kéo qua kéo lại rất là đẹp à. Lấy đủ gió ha. Ở phòng này cũng có một cái đèn ở trên kia. Rồi lấy ô đứng đây mát quá luôn nè. Có một cái đèn ở trên kia kìa. Rồi thêm một cái cây quạt nữa nè, cô bác anh chị thấy không? Rồi có một cái tiếp lô điện luôn. À, nhìn rất là đẹp. Và như cô bác anh chị thấy ở đây gồm có một cái tấm nệm, rồi mùng mền từ hồ nhà kênh Út Đồng Tháp đi mua giùm á. Rồi có một cái mùng, một cái nệm, rồi một cái tấm ga, rồi những cái áo gói và ba cái gói cho ba cho con luôn nè, thấy không? Bùi hộp phui ra luôn. Rồi ba cái, rồi ở đây là có hai cái mền. À, hai cái mền ha. Hai cái mền. Đó, rồi ba cái áo gói đây. Thì tổng cái chi phí này là 1,7 triệu đúng không? Đúng rồi. 1,7 triệu. Hết luôn là 1,7 triệu. Là bao nhiêu đây? Thì phần này thì Bùi Hồ trích quỹ của chú Kevin Trần ở Mỹ á, để mà hỗ trợ cho gia đình, cùng với lại cái bếp ga 1,250 triệu nữa, tí xíu nữa thì quay cái bếp ga cho cô bác quý chị. Chúng ta thấy ngôi phòng ngủ này 9m2 á, ngang này khoảng 3m, nhìn khá là rộng và đẹp. Và những cái phần này nè, dán gạch lên thì các bé nó chơi nó không có bị hoặc là ngủ nó không bị côn trùng á. Đây, mở cửa nè, bấm lại là khóa cô bác quý chị, mở ra được ha. Nhìn đẹp không? Rút kinh nghiệm từ cô bác anh chị góp ý thì Bùi Hồ cũng cố gắng làm sao cho ngôi nhà nó càng ngày nó càng hoàn thiện hơn và càng đẹp hơn. Và không gian phòng ngủ với lại phòng khách và ở đằng sau á, nó có những cái lam gió trên kia kìa. Đó, có những cái lam trống vậy nó không có bị gọi là không có bị kín mịt hầu á. Và đây là không gian của bếp nè, rộng không? Út Đồng Tháp đứng đó đi ha. Không gian bếp này thì cô bác anh chị thấy có một cái kệ bàn của cái bếp ga. Ở đây có một cái tiếp lô điện luôn nè. Tiếp lô điện này có thể bắt nè, đèn bếp, đèn của không gian bếp nè. Rồi có một bếp ga ngang ở đây là 5 tấc, bề dài 1m5, có làm 2 kệ đó. Gạch này gạch giả gỗ trùng với màu gạch này luôn, nhìn rất là đẹp. Cái bếp ga này tổng cộng chi phí là 1,250,000 đồng, được chú Kevin trích quỹ của chú Kevin Trần ở Mỹ á, là tổng cộng là 2,950,000 đồng của bác quý chị. Gồm có bếp ga, bình dây quan là 1,250,000 đồng. Còn cái phần này nè, phần này là anh Vũ anh hỗ trợ làm, anh tặng luôn ha. Cũng có một cái cửa này là cửa lùa à, lùa rất là nhẹ, cửa nhôm nha các bác anh chị, mà cửa lùa có những cái tay vịn như thế này nữa nè, thấy không, rất là đẹp ha. Nấu thì nó có thể thoát hơi ra được. Một ngôi nhà như thế này á, thì lúc trước thì anh Hợp, anh Vũ, anh Hải cùng nhau tổng cộng là số tiền 92,500,000 đồng. Và các bác anh chị 92,900,000 đồng. Và đây là cái cửa sau nè, cô bác quý chị, đó, không? Một cái cửa sau ha. À, cửa sau nếu như tính phong thủy thì cửa chính bên kia, cửa sau nằm ở phía bên phải này. Và thêm 1,000,000 đồng là tiền làm cái phần, cái cửa của nhà vệ sinh ha, cô bác quý chị. À, cửa này đáng lý ra là tới 1,5 triệu đó. Anh Vũ vừa làm vừa cho, chỉ lấy có 1,000,000 đồng thôi, bớt 500,000 đồng. Anh Vũ thì lúc trước cũng có hỗ trợ hoàn cảnh của anh Hậu này, thêm 1,000,000 đồng lúc mà vợ của anh mất á. À, cũng có rất là nhiều cô bác quý anh chị ủng hộ khi mà giờ anh Hậu mất, thì lúc đó thì Bùi Hồ thay mặt quý hùng mạnh thường quân hỗ trợ được 9 triệu đồng từ nhóm sư cô ở Lâm Đồng Đà Lạt nữa đó, cô bác quý anh chị thấy không, cũng như là chị Annie ở Úc đó. Một ngôi nhà khá là đẹp, khang trang cho ba cho con, không quá hoành tráng, ấm áp và quét dọn nó cũng dễ dàng hơn đó. Thưa cô bác quý anh chị ha, chứ bây giờ chắc có lẽ là đứng ở trong cái ngôi nhà mới này thì mời anh Vũ ơi. Thưa với cô bác quý anh chị, nãy giờ thì Bùi Hồ cùng với Út Đồng Tháp đã gọi là review tổng thể ngôi nhà, một ngôi nhà mới khang trang ấm áp mà cũng không kém phần nó phải nói là đẹp nữa, mà rất là nhiều bà con ở sớm ở đây người ta lại người ta khen rằng các anh thợ này cắt khéo léo. Và thậm chí mà khi mà kênh Út Đồng Tháp review á, nói các anh thợ ở đây cắt càng ngày càng đẹp ra. Nói chung là một là vừa túi tiền ha anh Vũ ha. Hai là cũng tùy vào điều kiện vị trí địa lý của không gian ngôi nhà. Ví dụ như nhà của cô Út mình muốn đẹp hơn cũng không được, tại vì nó bị bích bùng đằng trước rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nên là nữ là tùy không gian ngôi nhà mà mình sẽ chọn một cái kiểu mẫu nhà cho nó đẹp. Và dạ, ngôi nhà của Út Nhất cũng vậy, cũng thấy đẹp rồi, ngôi nhà này anh Vũ nó còn vừa ý hơn ngôi nhà Út Nhất hơn anh Vũ. Dạ. Thì cho em thay mặt quý mạnh thường quân chân thành cảm ơn đội của anh. Dạ. Đội sắt của anh gồm có các anh em làm rất là nhiệt tình. Dạ. Cảm ơn đội của anh Hợp, đội thợ hồ của anh Hợp. Dạ. Và cảm ơn đội của anh Hải nữa, gồm có Tiền Chế nè, rồi Hồ nè, rồi La Phong, đã hoàn thành ngôi nhà như mong đợi. Mà anh Hậu nói nhìn thức mấy đêm cứ thức hoài, thao thức coi ngay ngôi nhà chừng nào nó xong. Hôm nay coi như gần xong, cũng gần Tết rồi.
mấy cha con mặc dù là có sự nói sự gà trống nuôi con này nó cũng có sự buồn bã, nhưng mà được sự chung tay như thế này cũng phần nào ấm lòng ha anh Vũ ha. Dạ. Cũng cảm ơn anh cũng đã đồng hành với em vừa rồi, thì cũng đã gửi cho gia đình của anh Hậu 1 triệu để mà hỗ trợ lo việc mai táng cho chị. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ. Cũng cảm ơn các anh Hợ cũng rất là nhiệt tình, chúc cho các anh Hợ luôn có sức khỏe dồi dào. Và dạ, chắc có lẽ là anh em mình đứng đây để mà công bố cái số tiền cái của tổng chi phí xây ngôi nhà đó. Dạ. Ngày hôm nay thì anh Học ảnh bận rồi cô bác anh chị, ảnh cũng phải có công việc nhà nên anh Vũ sẽ đại diện nhận luôn ha. Dạ. À, thưa với cô bác anh chị, tổng cộng tinh kinh phí để xây toàn bộ ngôi nhà, cất toàn bộ ngôi nhà là 92.900.000 đồng. Đó. Thì phần sắt tiền chế của anh Vũ là 50 triệu đồng. Dạ. À, em đã có gửi cho anh trước là 30 triệu đồng thông qua chuyển khoản lúc mà em đi Trà Vinh. Dạ. À, phần của anh Hợp thợ hồ là gồm có lót nền nè, chán viên gạch lên 3 tấc, rồi đi điện luôn là dạ, 36 triệu 600 nghìn đồng. Là phòng của anh Hải là 6 triệu 300 nghìn đồng. Tổng cộng chi phí 3 hàng mục là mình 92 triệu 900 nghìn đồng. Và ngày hôm nay mình phát sinh thêm một cái cửa của nhà vệ sinh, lý do là nó đã hư rồi, là 1 triệu đồng nữa. Vậy thì tổng cộng cái số tiền của mình là 93 triệu 900 nghìn đồng. Dạ. Anh, em đã gửi anh 30 triệu. Ở trong video clip trước thì em cũng đã gửi cho anh Hợp là 20 triệu. Dạ. Gửi 390 triệu thông qua chuyển khoản của anh Vũ hay cô bác anh chị. Anh Hải thì cơ nút Đồng Tháp đã gửi phần la phong là 6 triệu 300 nghìn đồng. Thì tổng cộng là 93 triệu 900 nghìn đồng. Em gửi tổng cộng cho anh Vũ và cho anh Hợp và anh Hải là 56 triệu 300 nghìn đồng. Dạ. Thì còn lại là 37 triệu 600 nghìn đồng. Anh Vũ đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Vậy ha? Dạ. Đúng không Út Đồng Tháp? Đúng rồi. 37 triệu 600 nghìn đồng đúng không? Anh đếm lại giùm em cái. Dạ. Coi coi nó có lộn. Nhà đẹp quá. Năm nay thì các anh thợ cũng đã đồng hành với lại các anh em cũng ngôi nhà này thứ 6, thứ 7 gì rồi. Đúng dạ, không anh? Dạ đúng rồi. 37 triệu 600 nghìn. 600, dạ. Anh Vũ có muốn dạ, nói lời nào không anh Vũ? Dạ. Thì trước cũng cảm ơn các cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều điều may mắn, để có nhiều động lực để luôn đồng hành với kênh anh Bùi Hồ TV với Út Đồng Tháp với anh Mộc Đồng. Cũng cảm ơn ba anh đã chia sẻ những cái hoàn cảnh khổ như thế này đến các cô chú mạnh thường quân, cũng cầu chúc cho ba anh luôn dồi dào sức khỏe. Dạ, cũng cảm ơn ba anh rất nhiều. Rồi, một dạ, lần nữa thay mặt quý mạnh thường quân cảm ơn anh đã đồng hành với em để gặp gỡ, để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn, có một cái mái ấm đúng nghĩa mà phải nói là như anh Hậu ước mơ cả đời, sau khi vợ mất liền nuôi hai đứa con nhỏ không biết khi nào có được. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và mong rằng từ đây về sau anh sẽ lãnh thêm nhiều công trình nữa. Dạ, anh em cảm ơn Út và anh Bùi Hồ. Dạ, rồi. Dạ. Hôm nay thì anh em mình gặp ở trong một cái ngôi nhà mới, thì cái cảm xúc của anh khi mà nhiều ngày mong ước bây giờ ngôi nhà cũng có được rồi, thì anh thấy như thế nào? Dạ thì em nào em nói dạy thì em cũng mình trông chờ cho cái ngôi nhà nó hoàn thành rồi ra để mình coi cái nhà nó như thế nào. Rồi, mình trông chờ rồi đúng là như không có như thôi như không có phụ lòng mình trông chờ đó. Giờ bữa nay là nhà nó rất là hoành tráng thì rất là đẹp lắm anh ơi. Bà con ở đây là người ta lại người ta có khen không? Dạ có anh. Thì nào khen nó dài á, thì bà con cũng có đi tới lui đây đó, thì có bà bác với bởi bà chị, rồi mấy ông cậu ngày nay cũng có đến nữa. Rồi ông đến thì ông cậu cũng đến, ông giờ ông đi vòng vòng coi ông ba gì là cái nhà gì là quá quý lắm rồi. Ông nói gì là khang trang chứ lắm, đẹp lắm, lộng lẫy lắm. Giờ ông đi vòng vòng đi chơi chút cái là ông đi về công chuyện. Dạ. Nói chung là nỗi buồn nào nó cũng qua để mình sinh sống trong thời gian sắp tới nuôi con. Dạ. Em biết sự mất mát rồi của chị đối với anh nó quá lớn. Dạ. Nhưng mà thời gian sắp tới là mình còn phải giữ gìn sức khỏe để nuôi con mình. Dạ.
và em tin rằng anh sẽ làm được và anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con của mình ha. Và cố gắng lên nha. À, ngày hôm nay thì có mặt ở trong ngôi nhà mới này ở trong một cái tâm thế nó khác rồi. Nó con mình nó có chỗ nô đùa ở trên một cái nền gạch mà phải nói là bóng loáng như thế này, nó không còn chơi trên nền cát nữa. Và thậm chí khi bước xuống thì tụi nhỏ nó cũng muốn bước xuống một cái nền cát thì nó cũng phải coi ngôi nhà mới quá. Dạ. Đó, nên thành thử anh cũng phải tập cho các bé nó mang dép vô ha. Rồi hướng dẫn cho các bé để các bé tự giữ gìn vệ sinh bản thân mình nhiều hơn. Đó, biết làm cha mà gà trống nuôi con nó đâu có dễ. Nào là con cái bệnh hoạn ăn uống hồi sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Dạ thì mới vừa ăn cơm, rồi ăn cơm bây giờ trống luôn đó. Giờ này cũng 2 giờ. Dạ ăn chưa? Mới vừa ăn xong luôn. Dạ. À, ngày hôm nay thì để có được ngôi nhà của mình đó thì em chỉ là cầu nối thôi, Úc Đồng Tháp cũng vậy. Dạ. Và sự chung tay của góp sức Quý Mạnh Thường Quân là quan trọng nhất. Nếu không có Quý Mạnh Thường Quân thì em sẽ không làm được gì hết. Thật sự là như vậy. Và hữu duyên hữu phần thì có được. Và chắc có lẽ là do trời cũng động lòng vì những lần mà vợ anh bệnh á, anh ẩm đi sinh rồi, nên là nữ là phần phước mình có, nên là nữ cô bác với người anh chị Mạnh Thường Quân chung tay rất là nhanh, nên là nữ là em cũng mừng cho anh. Tại vì nếu như mà ngôi nhà nó lớn quá, sập sệ quá, mưa tạt gió lùa thì cảnh hoành hiu không biết sao nữa, có ngôi nhà ấm cúng này nó đỡ phần nào buồn tuổi hơn. Dạ. Ha. Và chắc có lẽ là anh sẽ nghe em công bố danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ mình ha. Dạ dạ dạ. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách Quý Mạnh Thường Quân, Quý Nhà Hảo Tâm đã ủng hộ cho gia đình anh Hậu ở chợ mới An Giang, cô bác quý anh chị. Một là bạn Hằng ở Mỹ là 48.160.000 đồng, tương ứng với 2.000 USD. Bạn chuyển khoản ra, Bùi Hồ nhận được là 48.160.000 đồng. Hai là em Châu Zalo, số Zalo của em Châu là 400.000 đồng. Ba là cô Julie Hoàng ở Mỹ là 200 USD. 4 là chị Đỗ Thị Hồng Loan ở Mỹ là 100 USD. 5 là cô Út và bạn Hà ở Sài Gòn 1 triệu đồng. 6 là anh Nang ở Bạc Liêu là 500.000 đồng. Anh Nang ở cái cầu Láng Trâm á, ở Bạc Liêu á, cô bác anh chị. 7 là anh giấu tên ở Sài Gòn là 2 triệu đồng. 8 là chị Võ Quỳnh Mỹ ở Cần Thơ 300.000 đồng. 9 là anh Nguyễn Văn Trường 1 triệu đồng. 10 là chị Dung Lê quận 4 là 500.000 đồng. 11 là chị giấu tên là 500.000 đồng. 12 là chị Nina Thanh Lê ở Mỹ là 200 USD. Tổng cộng số tiền mà Bùi Hồ đổi cùng một lượt là mỗi 100 USD tương ứng với 2.400 2.435.000 đồng. 13 là Bùi Hồ trích quỹ của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ là 20 triệu đồng. Đó là kênh của Bùi Hồ. Là tổng cộng là 86.535.000 đồng. Sau đây là kênh của Úc Đồng Tháp thì gồm có cô Lê Thơ ở Úc là 5 triệu đồng, chị Hoàng và chị Dung ở Vũng Tàu là 2 triệu đồng, chị Trần Ngô ở Mỹ là 2.450.000 đồng. Tổng cộng kênh Úc Đồng Tháp là 9.450.000 đồng. Tổng nhận từ kênh Bùi Hồ và kênh Úc Đồng Tháp là 95.985.000 đồng. Chi ra để xây nhà cất nhà là 93.900.000 đồng. Còn lại phần dư lại là 2.085.000 đồng. Và Bùi Hồ có mua phần nội thất gồm có bếp ga, mùng mền chiếu gối là Bùi Hồ trích quỹ của chú Kevin Trần ở Mỹ. Gồm có mùng mền, bếp ga, áo gối là 2.950.000 đồng đã chi luôn. Vậy số tiền thời điểm hiện tại tổng nhận và của tất cả Quý Mạnh Thường Quân từ kênh Úc Đồng Tháp và Bùi Hồ là 95.985.000 đồng, trừ đi cho 93.900.000 đồng đã chi thì còn lại là 2.085.000 đồng tiền mặt giao cho anh Hậu. Bây giờ thì còn lại là 2.085.000 đồng em gửi cho em, cho anh ha. Hôm trước là còn dư được nhiêu? Còn được có mấy triệu bạc anh. Vậy mấy triệu? Bây giờ còn 5 triệu mấy trong túi. Vậy 2 triệu mấy nữa là? Là được 7 triệu mấy? 7 triệu mấy? 7 triệu 600 ngàn. 7 triệu 600 ngàn. Dạ. Nghe nói là anh thời gian tới là dự định là bỏ quay chậu hả? Dạ.
Vậy sao? Thì vốn nhiêu? Thì vốn tầm cũng có khoảng 20 đó anh. Ừ hả? Dạ, tại vì thước mang rồi thuốc, thuốc cây thước rồi đó. Với ừ. bàn bọng rồi này nó tạo ra đó. Ừ. Với nước sơn, ừ. rồi xi măng này nọ một cái chút đó anh. Bây giờ phần này thì chú yếu để nuôi con thôi ha. Dạ. Để làm vốn nuôi con chứ biết sao giờ. Dạ. Thì coi như là phước phần duyên của mình, đến đâu mình hay đến đó. Nếu như có Mạnh Thường Quân hỗ trợ nữa thì em sẽ thông tin với anh. Dạ. Trước mắt thì mình ổn định tinh thần trước đi. Dạ, dạ. Mình chăm sóc con của mình ha. Dạ. Này, để cho các bé qua lễ này mới gửi được ha. Thì có bữa thứ hai này rồi đó, mình lên hỏi bà chị ở trên đó quản lý đó. Dạ, chị nói là qua cái lễ Noel đi rồi chị sẽ nhận hai bé vô học. Chứ ngày lễ này lu bu quá đang trang trí ở sống bề bộn đó. Dạ. Rồi anh có muốn lời nào nói với quý Mạnh Thường Quân sau khi có được ngôi nhà mơ ước không? Dạ có. Dạ cho em xin gửi lời đến là cô bác, cô với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân ở gần xa, trong nước và ngoài nước, những người qua đã ủng hộ giúp đỡ cho em được cái ngôi nhà khang trang như thế này. Với sau nữa cho em gửi lời cảm ơn anh Đốc Đồng Tháp, với anh Bùi Hồ, với anh Mộc Đồng, ba anh đã làm cầu nối cho em đến quen biết với các nhà hảo tâm, với Mạnh Thường Quân đã ủng hộ giúp cho em. Thì giờ cho em gửi lời cảm ơn rất là chân thành. Có cảm ơn các anh thợ. Chưa thôi. Dạ, với phần sau đây nữa là em cho em gửi lời cảm ơn các anh thợ bên anh, các anh em bên anh Hợp, với các anh em bên anh Vũ, với các anh em bên anh Hải. Cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến mấy anh đó, cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Một lần nữa thì coi như một ngôi nhà mới lại được hoàn thành trong thời gian ngắn, là cũng nhờ công lao của các anh thợ. Mặc dù là nơi nào cũng làm công ăn lương, nhưng mà các anh nói là những nơi như thế này làm cảm thấy nó vui hơn. Dạ. Vì biết đâu đó gần giúp được những cái mảnh đời khó khăn, người ta có một cái chỗ ở mấy ấm để người ta có thể vươn lên trong cuộc sống. Dạ. Đó thì cảm ơn đội của các anh thợ rất là nhiều ha. Và Bùi Hồ cũng không quên chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân đã được luôn tin tưởng các anh em như Bùi Hồ, Út Đồng Tháp và Một Đồng để gửi gắm những tấm lòng của cô bác anh chị đến những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Không có quý Mạnh Thường Quân thì chắc có lẽ là anh em cũng làm không có được đâu. Dạ đúng rồi. Tại vì có sức mà không đủ thì coi như cũng như không. Dạ. Mình cũng cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều, và cho Bùi Hồ thay mặt anh Hậu cùng với các anh em gửi lời chân thành đơn nhất đến cô bác quý anh chị quý Mạnh Thường Quân nhà hải tâm sức khỏe an lạc dồi dào. Và nhân dịp Giáng sinh này tới nè, xin chúc cô bác quý anh chị có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc. Cũng nhân tiện năm mới thì các cô chú là đang sống kiều bào nước ngoài á, thì có một cái năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, gia đình ấm no hạnh phúc, và đặc biệt là càng ngày càng thành công hơn nữa. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là thời lưu lượng cũng đã dài, các anh em thì nói lời cảm ơn thì không biết đến khi nào nó mới hết nữa. Dạ. Cũng từ cái tâm cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều ha, và rất mong rằng là cô chú anh chị sẽ cùng chung tay đồng hành với các anh em trong những cái mảnh đời khó khăn tiếp theo để giúp vượt qua những cái lúc khó khăn ngặt nghèo như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau.